Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan luôn phát triển được khỏe mạnh, luôn xanh tốt, có rất nhiều hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh được mọc trên cùng một cành, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm đơn giản và rất dễ để hoa lan luôn xanh tốt, và những bông hoa này sẽ luôn phát triển và nở quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Hoa lan là loài cây nhiệt đới nên độ ẩm cần phải được duy trì. Khi các bạn làm điều này sẽ giúp cho rễ và chất trồng được giữ ẩm. Các bạn hãy để trong 15 phút. Sau đó hãy lấy ra. Các bạn chỉ cần sử dụng vỏ của những quả trứng có chứa rất nhiều canxi, phốt pho. Chúng ta hãy rửa sạch những quả trứng này trước khi sử dụng. Với các loại vỏ trứng sẽ rất tốt cho hoa lan và những loại cây trồng khác. Sau đó các bạn chỉ cần phơi cho thật khô dưới ánh nắng là chúng ta có thể sử dụng được những quả trứng này. Sau khi những vỏ trứng đã được khô hoàn toàn, các bạn hãy xay nhuyễn ra. Các bạn sử dụng một thìa bột vỏ trứng cho vào một lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Nếu các bạn có một cây hoa lan khi mua về hoặc đã trồng lâu mà cây vẫn không có hoa, hãy thay chậu cho cây. Và điều này sẽ rất có lợi với những cây hoa lan khi bộ rễ đã bị hư và kém phát triển. Các bạn hãy cắt bỏ hết những rễ thối và những rễ khô. Và chúng ta giữ lại những rễ còn khỏe mạnh. Sau khi nước này đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy nước. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt và luôn được khỏe mạnh hơn. Các bạn hãy áp dụng và
vào buổi sáng sớm. Và vỏ trứng có chứa rất nhiều dinh dưỡng sẽ thúc đẩy cho những cây hoa lan phát triển được nhanh và khỏe mạnh hơn. Những chiếc lá sẽ luôn xanh và luôn được cứng cáp. Và các bạn nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất nhanh. Và chúng ta sẽ để trong 25 phút. Và nó sẽ rất có lợi cho những cây hoa lan yếu ớt và kém phát triển. Cây sẽ được hồi sinh, rễ khỏe mạnh hơn. Những chiếc lá mới sẽ được phát triển rất nhanh chóng. Sau đó các bạn sử dụng nước này và lau lá cho cây hoa lan này. Nó sẽ giúp cho những cây bị héo hoặc có những chiếc lá đã bị nấm, côn trùng thì cây sẽ được phục hồi nhanh và rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Cho nước này vào. Và các bạn sẽ để trong 25 phút. Những chiếc rễ mới sẽ được phát triển rất nhanh với cách làm này. Sau đó các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ phát triển được nhanh. Rễ sẽ phát triển được rất tốt. Và nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn có được những chiếc lá cứng cáp và xanh tốt hơn. Chúng ta không dùng nước này để phun lên những bông hoa. Và hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn. Mình sẽ trồng lại với vỏ thông. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.